đau cái phần chân phải bên bên chân trái. Dạ. Dạ. Bao lâu rồi? 20 năm rồi. 20 năm rồi. Dạ. Có đi đứng được không? Lên thang lầu dạ. Như thế nào? Em chị khó khăn lắm. Rồi. Bây giờ chị nói là tên gì, bao nhiêu tuổi, như thế nào, sao trước khi bệnh như thế nào, rồi sau khi được ai bấm huyệt thạch chỉ liên tâm, ai bấm cho chị này? Cô này lên đứng kế. Rồi xong rồi đó thì phát biểu cảm xúc của chị như thế nào sau khi được cô gì tên gì Xuân bấm huyệt như thế nào ha? Dạ. Để đẹp đất lên. Dạ. Dạ, tôi tên Thảo. Bao nhiêu tuổi? 74 tuổi. Dạ. Sao vậy? Chị bệnh gì? Từ bao dạ, lâu? Tôi bị đau cái phần kinh bỏ, bỏ bên chân dạ. Trái. Dạ. Dạ. Bao lâu rồi? 20 năm rồi. 20 năm rồi. Dạ. Có đi đứng được không? Lên thang lầu dạ. Như thế nào? Em chị khó khăn lắm. Lên từng bước hay là sao? Dạ, đi trực tiếp chứ dạ. Không rồi, bây giờ sau khi được bấm huyệt thì thấy như thế nào? Dạ, hai cái chân. Dạ, hai cái chân. Rồi, dạ. Sao bây giờ khom xuống thử coi. Khom xuống vậy coi. Em có ép chân đầu ra rồi. Dạ, rồi, bây giờ đi lên đầu. Không, ngồi qua đây chút xíu. Ngồi qua đây. Ngồi đây. Em đứng người ta đi. Rồi, chị ngồi đây đi. Tôi bấm thêm cái ngô anh tích lên coi. Rồi, tại vì á, là khi quyết định bỏ dép lên hai chân lên. Khi mà mình quyết định hai cái chân này đó là do hai cái khu hồi tâm tinh di dở chân lên. Lên rồi co cái chân lên chút, co lên đó vậy nha, để tôi làm coi nhẹ hơn cô kia không nha. À, đó. À, có nghĩa là cô kia làm không đau đúng không? Đau lắm. À, từ bình tĩnh rồi hốt vô hốt không khí, hốt mạnh đó. Đó. Đừng dọc. Hớp đi. Ráng. Tại vì á là sờ vô thì mới hết được. Rồi. Rồi, ngon lành em. Bây giờ tao tin, mày nhìn nè. Đó, à, thì bấm cái này xong thì nó mới nhẹ được. Ha. Ráng, hít. Hớp vô. Đứng dậy đi. Trời đất ơi. Hít sâu vô. Không sao. Đang chút xíu. Đang thi. Hấp vô. Hít sâu vô. Hả? Đau quá hả? Thôi bây giờ quên đi. Một lần cuối cùng thôi. Em. cười hết đau rồi xong. Xong rồi rồi bây giờ lên thang lầu. Bây giờ chị đi bước qua ghê cho tôi bước tới ghê để cho nó đảng cái chân rồi chị bắt đầu lên cầu thang. Bỏ ghế rồi thôi, đi tự nhiên đi dở căng lên ngó lên trên 1 2 khỏe rồi đó thấy gì quá rồi nè chị quay lại coi tôi nè 1 2 ngó lên anh có học thang rồi anh quay tính đây đang quay 1 2 rồi chạy 1 2 chạy chở căng lên rồi bây giờ ra thang lầu xuống thang lầu bây giờ xuống thang lầu rồi lên thang lầu kia rồi không rồi bây giờ lên thang lầu đây rồi nhưng mà coi chừng bể cầu nha, tới đó là khom xuống rồi cô đi thoải mái đây, đi thoải mái luôn đó, không dịnh gì hết đó. Đó hay quá rồi bước lên bớt cái đầu xuống bỏ cái đầu xuống rồi đứng giảm cẳng 1 2 quay lại đây 1 2 chạy tại chỗ 1 2 quay qua đây 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 cảm ơn bác. Rồi quá ấy cô đi ngon tuyệt vời đúng tuyệt vời.
chúc mừng. Rồi, vô cảm ơn thầy. Vô cảm ơn thầy với cô Xuân gì đó. Cô Xuân chữa. Rồi. Rồi, cảm ơn. Rồi, cô điếc. Cô điếc đâu? Vậy sao? Lên cô này lên. À, hùng đâu, người chữa bệnh đâu, đứng kế bên. Ai là thầy chữa? Hùng đứng. Rồi. Bây giờ đứng đây. Hỏi coi mấy chục năm bị điếc. Rồi bây giờ được hùng chữa như thế nào? Nói có mấy con gì đó. Dạ em tên là Điển, năm nay 43 tuổi. Bị điếc tầm 10 năm rồi. Bây giờ một người đứng đằng sau hỏi tên gì? Đúng thiệt trai là nó nghe đã hơn ạ. Rồi bây giờ ai đứng đằng sau hỏi tên gì? Đừng có nói lại, đừng nói tên nặng, ngó thầy nè. Tên gì? Dạ em tên Yến. Mấy con? Mấy đứa con? Không. Dạ, em có 2 đứa con gái. Thôi được rồi, vậy tốt lắm rồi. Thôi Hùng cố gắng làm tiếp. Tại vì mình phải chờ đá nóng, rồi mình phải chữa tiếp nữa thì mới ổn được. Người nhà luôn phải không em? Dạ, người nhà đó. Quá tốt. Dạ, thầy. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm.